Nắng chiều. Ý tưởng kịch bản: Huỳnh Chấn Uy. Audio and video: T Music. Câu chuyện được bắt đầu từ tiếng chuông đầu lễ chiều ngày thường tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Tiếng bước chân thoai thoải của người đàn ông cao ráo khoảng 30 tuổi sải bước vào hàng ghế giữa nhà thờ, trong khi vị linh mục cùng hai lễ sinh tiến ra cung thánh. Tiếng hát nhập lệ của ca đoàn vẫn còn chưa dứt thì bất chợt người đàn ông này rút điện thoại từ túi quần ra. Trên màn hình anh ta thao thác bật nút kết nối Bluetooth. Tập tin từ chiếc smartphone nào đó gần ở chỗ anh đã chuyển file. Anh vừa nhận file xong thì chủ tế cũng bắt đầu làm dấu thánh giá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Trong lúc cộng đoàn đang tập trung vào thánh lễ thì anh vội vàng bước ra khỏi nhà thờ và leo lên chiếc xe taxi đang chạy tới. Đó là Quang Hưng, người Mỹ gốc Việt, với gương mặt sáng rực, tại người chuẩn phong cách của một thương gia vừa đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Chuyến hành trang về Việt Nam lần này có lẽ khác hẳn rất nhiều so với những lần trước. Chiếc taxi giảm tốc chậm chậm và dừng hẳn tại lối vào khách sạn Caravelle Sài Gòn. Quang Hưng không quên nhìn trước ngó sau, rồi bước vào đại sảnh khi nhân viên trực mở cửa đang cúi đầu chào anh. Với vị trí hiện tại là một thương gia, anh xuất hiện với bộ vest lịch lãm tại buổi hội thảo xúc tiến đầu tư kinh doanh tại Sài Gòn do lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức ở lầu 10 của khách sạn này. Cánh cửa thang máy dừng mở ra tại sảnh tiệc tầng 10. Cũng là lúc anh chấp nhận cho kết nối Bluetooth từ một chiếc smartphone gần đó. Chỉ cần vài giây sau, anh lại cất phone vào túi quần, rồi bước vào không gian nhộn nhịp tiếng cười nói của mọi người. Anh bắt tay với tùy viên lãnh sự quán đang tiến lại gần. Sau thời gian này, anh rời khỏi buổi tiệc chiêu đãi để về với không gian riêng, tận hưởng nhịp bước trên phố về đêm của Sài Gòn. Cảm giác trong Hưng cũng đã thấm mệt vì vừa đáp máy bay sau chặng đường dài, và lúc nãy anh cũng nâng cốc cùng các vị quan khách nên đã thấm mệt rất là nhiều. Rẽ lối bước vào một quán trà, anh chọn ngồi vị trí có thể quan sát mọi hướng như tính cách của anh. Đối diện với Hưng là Ngọc Mai, cô tân sinh viên đại học ngoại ngữ, nhận công việc nơi đây để kiếm tiền trang trải cuộc sống và việc học. Hưng, cô cho tôi gọi ấm trà hoa cúc và vài lá chanh. Giọng nói của Hưng cứ lờ lờ tiếng mẹ đẻ. Ngọc Mai cố gắng nghe để hiểu và cô viết vội vào miếng giấy nhỏ. Vài phút sau, ấm trà được bưng ra trên khay đựng, có cả vài lá chanh mỏng đặt vào cái dĩa nhỏ cùng gói đường cát được ép sẵn. Ngọc Mai một tay đặt lên ngực, một tay chìa ra. Xin mời anh dùng. Quang Hưng: Cảm ơn cô. Vừa nói lời cảm ơn, Quang Hưng đưa mắt nhìn Mai. Chỉ vì cử chỉ mời khách của cô đã làm cho anh hài lòng. Bất chợt hai cặp mắt nhìn nhau không ngơi. Mai bối rối vì người đàn ông trước mặt đang chăm chú nhìn mình. Cô vội xin lỗi Hưng để về lại vị trí mà tránh đi cái ánh mắt như đang hút hồn của cô vậy. Hưng cũng cảm thấy gì đó hơi ngại từ cô. Và sau bữa trà đầu tiên tại quán thì hàng ngày cứ vào giờ của phố đêm, anh lại tạt vào đây, cũng gọi thức uống quen ấy, cùng với người con gái ân cần phục vụ ấy. Hôm nay cũng vậy, sau công việc hàng ngày thì anh đã trở lại. Sau khi Mai bưng thực trà đến cho anh xong, cô lại bước đi. Nhưng Hưng vội lên tiếng: À, xin lỗi. Mai quay đầu nhìn anh,
Cô bước lại. Dạ. À, quý khách cần gì nữa à? Hân, xin lỗi cô. Đã quen với phong cách của quán đây, nhưng tôi chưa biết. Xin lỗi, tôi tên là Hân. Còn cô tên? Mai cúi đầu đáp lại. Dạ, em là Mai, nhân viên trà quán Tâm thưa anh. Hân. À, Mai này, xong việc á, tôi xin phép mời cô dùng bữa tối với tôi để cảm ơn cô khi tôi đến đây được Mai tận tình. Mặc dù là vị khách xem như là quen với quán, nhưng cô vẫn bẽn lẽn ái ngại trả lời. Dạ, cảm ơn anh. Em ngại là đường về nhà hơi xa nên em thấy bất tiện lắm. Hân vội lên tiếng. Mai đừng ngại, xong bữa tôi sẽ đưa cô về tận nhà. Thoáng bối rối, Mai ngập ngừng. Dạ, Mai khẽ mỉm cười nhẹ với anh rồi xin phép lui. Hân thấy cô ấp úng nên nói luôn. Vậy nhé, hôm nay có đá bóng của đội tuyển quốc gia cho nên quán cũng vắng khách. Nhân viên dường như không quá bận tay so với ngày thường. Quang Hưng cũng cảm thấy được cởi mở gì đó trong lòng. Anh vui vẻ hẳn khi vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc. Đôi mắt anh vẫn thường trộm nhìn Mai đang đứng đối diện với anh, cách có hai bàn thôi. Nhạc classic trong quán nhẹ dần và nhân viên cũng bắt đầu thư thớt. Hân gọi tính tiền và không quên nói nhỏ vào tai cô. Anh ra trước đợi Mai. Cô khẽ gật đầu và dọn bàn của Hân xong, cô cũng về. Hân đứng đợi cô, tay cầm điếu thuốc lá đầu lọc vừa rít từng hơi. Anh cũng từ từ nhả khói trắng cuốn theo làn gió thoảng qua. Mai, em chào anh Hân. Tay Hân vội dùi điếu thuốc còn cháy dở trên khay gạt tàn, quay sang nhìn Mai trong bộ đầm trắng sữa. Anh hơi giật mình vì thường ngày anh thấy cô trong đồng phục của quán nhìn đã đẹp, mà giờ đây với cái đầm lửng dài hơi quá gối, cô trông thật xinh hơn trong mắt anh. Hân, chúng ta đi nhé. Hai người lên chiếc taxi đang đợi khách gần đó. Họ đã bắt đầu quen nhau và họ đã bắt đầu yêu nhau. Khi Hân biết được cô là sinh viên trường ngoại ngữ, anh lại càng cố gắng giúp cô để trau dồi về ngoại ngữ cho cô hơn, và cũng là cách để họ được gần nhau trong tình yêu của mình. Những ngày tháng giữa cuối năm 2022 đối với anh rất tất bật, vì đã 2 năm trôi qua, thế giới bị cuốn vào cơn lốc dịch cúm, nhiều biến động chính trị, kinh tế hay văn hóa đã là cú sốc cho các chính phủ quốc gia. Hân trở lại Việt Nam, tuy dưới lớp áo khoác là một thương gia, anh vẫn được nhận lệnh của cấp trên để thực thi công việc cao quý hơn cho tổ quốc thứ hai của mình, đã giúp bảo bọc cho gia đình ba mẹ anh được hưởng nền tự do sau biến cố lịch sử nơi chôn nhau cắt rốn ngày 30 tháng 4 năm đó. Dù hàng ngày anh tiếp xúc với những ban ngành của thể chế mới sau ngày đen tối mà ba anh đã chia sẻ, họ vẫn không biết gì ngoài Vũ Quang Hưng, một chuyên gia đầu tư công nghệ trí tuệ thông minh từ chính phủ Hoa Kỳ. Anh cố gắng truyền đạt với những cộng sự đi cùng để hoàn thành công việc được tốt hơn. Bên cạnh đó, mật tin anh nhận được ngày càng nhiều hơn buộc anh phải thật cẩn trọng để mỗi bước đi là một kết quả được cho phép đem về báo cáo với cấp trên. Vâng, chúng ta đang đi qua bộ truyện Nắng Chiều, tác giả Huỳnh Trấn Uy, và việc gì sẽ xảy ra cho Hân cùng các cộng sự, cũng như với Mai, người con gái mới bước chân vào cuộc đời Hân. Xin mời quý vị đón tiếp theo phần 2 của bộ truyện Nắng Chiều. Tuổi trẻ yêu nước, hân hạnh đồng hành cùng ekip thực hiện.